Nhật Nam Land hân hạnh tài trợ chương trình này. Trong 4 tháng đầu năm 2019, vốn đầu tư trực tiếp vào bất động sản đứng vị trí thứ hai với hơn 1,1 tỷ đô la Mỹ. Hoàn thiện nghị định về sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư BT. Hải Phòng đang nổi lên là một điểm hấp dẫn bất động sản công nghiệp nhất bên cạnh các tỉnh như Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hưng Yên. Thị trường bất động sản Long Biên sẽ được hưởng lợi lớn khi những cây cầu bắc qua sông Hồng, sông Đuống được xây dựng. Về diễn biến về giá đất tại khu vực này thời gian qua như thế nào, nhu cầu tìm kiếm cũng như sự quan tâm của nhà đầu tư ra sao? Cuộc trò chuyện giữa phóng viên Invest TV và ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc Bất Động Sản.com.vn sẽ giúp trả lời những câu hỏi trên. Xin kính chào quý vị và các bạn, vừa rồi là những nội dung sẽ có trong bản tin nhịp cầu địa ốc cuối tuần ngày hôm nay. Và bây giờ là những thông tin chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, thưa các bạn, báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài Bộ Kế hoạch Đầu tư cho thấy, hết 4 tháng năm 2019, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đã đổ vào Việt Nam gần 14,6 tỷ đô la Mỹ, trong đó công nghiệp chế biến đứng đầu, bất động sản đứng vị trí thứ hai. Cụ thể, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 19 ngành lĩnh vực, trong đó đầu tư tập trung nhiều nhất vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo với tổng số vốn đạt 10,5 tỷ đô la Mỹ, chiếm gần 72% tổng số vốn đầu tư đăng ký. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư 1,1 tỷ đô la Mỹ, chiếm 7,5% tổng vốn đầu tư đăng ký, tăng hơn 36% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là số vốn khủng khi gần bằng toàn bộ nguồn vốn FDI đầu tư vào lĩnh vực này cả năm 2016 là 1,68 tỷ đô la Mỹ. Như vậy, liên tục kể từ năm 2016 đến nay, bất động sản vươn lên đứng thứ hai thu hút vốn đầu tư trực tiếp vào Việt Nam với số vốn không ngừng gia tăng. Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp thường trực Chính phủ về dự thảo nghị định quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng xây dựng chuyển giao BT. Tại thông báo kết luận nêu rõ, nhằm sớm ban hành nghị định quy luật về việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hợp đồng BT. Đáp ứng đòi hỏi huy động nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các bộ Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Kiểm toán Nhà nước tiếp tục hoàn thiện dự thảo nghị định, rà soát hoàn thiện dự thảo nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định về việc ban hành trong tháng 4 năm 2019. Mới đây, Tổng cục Thống kê cho biết hiện cơ quan này đang chuẩn bị các công tác cần thiết, đồng thời xây dựng đề án, phương pháp luận để tính toán chỉ số giá bất động sản. Theo đó, chỉ số giá bất động sản là một chỉ tiêu quan trọng trong 86 chỉ tiêu thống kê quốc gia. Việc xác định chỉ số này sẽ phản ánh dấu hiệu của nền kinh tế, phục vụ định giá tài sản, loại trừ biến động về giá của bất động sản, đánh giá biến động thị trường bất động sản trong nước và quốc tế. Được biết, chỉ số giá bất động sản hiện chủ yếu cho các công ty nghiên cứu thị trường và một số sàn giao dịch bất động sản công bố tại một khu vực hoặc một số các phân loại thị trường. Theo một số chuyên gia, thì khó khăn lớn nhất của việc tính chỉ số giá bất động sản chính là nguồn số liệu và phương pháp tính chỉ số giá bất động sản, vì dữ liệu tính toán chỉ số giá bất động sản được thu thập trong phạm vi hạn hẹp, chủ yếu là xây dựng chỉ số giá bất động sản các phân loại thị trường đã chuẩn hóa như thị trường căn hộ để bán, căn hộ cho thuê, văn phòng cho thuê. Theo ghi nhận, việc xây dựng và công bố chỉ số giá bất động sản sẽ mang đến cái nhìn toàn diện hơn về thị trường bất động sản. Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng chính thức công bố quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án phát triển khu dân cư tại thị trấn Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh Bảo. Được biết, dự án được quy hoạch trên diện tích 24,9 hectare. Đây cũng là dự án đầu tiên của thành phố Hải Phòng được thực hiện theo chủ trương xã hội hóa. Đồ án quy hoạch sẽ phát triển khu dân cư tại thị trấn Vĩnh Bảo là khu đô thị đầu tiên của huyện Vĩnh Bảo được thiết kế, đầu tư theo quy mô đồng bộ, có kiến trúc cảnh quan hiện đại, thân thiện với môi trường, đáp ứng đầy đủ yêu cầu sinh hoạt, đảm bảo cho cư dân nâng cao chất lượng cuộc sống. Việc công bố công khai chi tiết quy hoạch dự án phát triển khu dân cư thị trấn Vĩnh Bảo giúp các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư thuận tiện trong việc thực hiện và giám sát thực hiện theo quy hoạch đã được phê duyệt. Được biết, cùng với dự án phát triển khu dân cư thị trấn Vĩnh Bảo, dự kiến trong thời gian tới, huyện Vĩnh Bảo sẽ có thêm hai khu đô thị mới, đó là khu đô thị Tân Hưng với diện tích khoảng 68 ha và khu đô thị Tam Cường có diện tích khoảng 30 ha. Thành phố Hồ Chí Minh đang trong đợt cao điểm rà soát pháp lý các dự án bất động sản và hạn chế cấp phép dự án mới, dẫn đến nguồn cung căn hộ mới rất khiêm tốn, tạo nên sự tăng giá đột ngột của loại hình chung cư diện tích nhỏ.
Trong 6 tháng đầu năm, các căn hộ diện tích nhỏ, phân khúc bình dân tại Thành phố Hồ Chí Minh đang có dấu hiệu tăng giá. Cụ thể, giá tại các căn hộ chung cư mini tăng từ 15 đến 30% so với giai đoạn mở bán. Có trường hợp tăng gần nửa tỷ đồng cho một căn hộ 50m² chỉ trong chưa đầy gần 2 năm. Lý giải về điều này, các chuyên gia cho rằng do Thành phố Hồ Chí Minh đang trong đợt cao điểm rà soát pháp lý các dự án bất động sản và hạn chế cấp giấy phép dự án mới nên nguồn cung căn hộ rất khiêm tốn, dẫn đến sự tăng giá đột ngột cho loại hình này. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây không ít hộ dân tại Thành phố Hồ Chí Minh than phiền về việc nhà trong hẻm bị ép giá, chỉ bán được bằng một nửa, thậm chí 1/3 so với bất động sản nhỏ hơn ở những con hẻm hoặc con đường lớn. Lý giải về điều này, các chuyên gia cho rằng nguyên nhân của việc mất giá này là do lộ giới hẻm nhỏ dễ vướng vào quy hoạch, thậm chí là quy hoạch treo. Nhà đất nằm sâu trong hẻm nhỏ không chỉ kém sang mà còn di chuyển bất tiện, ô tô không thể vào tận cửa. Chưa kể đến việc nếu xảy ra hỏa hoạn, tai nạn, việc ứng cứu cũng gặp nhiều hạn chế. Bởi vậy khi thẩm định giá, nhà đất lô lớn nếu nằm trong hẻm nhỏ sẽ bị mất lợi thế của bên bán. Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai có văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét bổ sung dự án Sun Golf 27 lỗ tại phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai vào quy hoạch Sun Golf Việt Nam và cho chủ trương để tỉnh Lào Cai lập đề xuất đầu tư dự án theo quy định. Dự án sẽ được xây dựng trên khu đất khoảng 120 hectare. Hiện trạng khu đất là đất hoàn nguyên của khai trường 17 mỏ apatit, đất trồng cây lâu năm, không có đất lúa, đất rừng phòng hộ, sản xuất. Mục tiêu của dự án là hình thành một sân golf đạt tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng tiêu chuẩn thi đấu của các giải đấu golf quốc tế, góp phần tạo nên những sản phẩm du lịch độc đáo, tăng cường và phát huy tiềm năng du lịch cho tỉnh Lào Cai, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tăng thu ngân sách cho tỉnh Lào Cai. Theo báo cáo nghiên cứu mới đây của Bộ Giao thông Vận tải, do điều kiện khá ngặt về tài chính và sự ràng buộc chặt chẽ trong hồ sơ mời tuyển, có thể khiến nhiều nhà đầu tư trong nước bị loại từ vòng gửi xe khi tham gia dự tuyển dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông. Cụ thể, theo quy định của luật đấu thầu và nghị quyết đã được ban hành của Chính phủ, nhà đầu tư có vốn chủ sở hữu đáp ứng tối thiểu 20% tổng vốn đầu tư đã triển khai các dự án có tổng vốn đầu tư tối thiểu bằng 50% tổng vốn đầu tư dự án đang xét, thì rất ít doanh nghiệp trong ngành giao thông hiện đủ khả năng sơ tuyển. Ngoài ra, các chuyên gia kinh tế cho rằng việc đưa ra các quy định chặt chẽ hơn về vốn, kinh nghiệm sẽ giúp dự án cao tốc Bắc Nam tránh được vết xe đổ của dự án mở rộng quốc lộ 1 trước đây. Nhưng vì thế, cửa cho doanh nghiệp trong nước hẹp lại, trong khi doanh nghiệp nước ngoài có tiềm lực mạnh có thể thâu tóm dự án. Do đó, nếu doanh nghiệp trong nước muốn tham gia cuộc chơi này, cũng phải tính đến phương án liên danh, kết hợp để đáp ứng đủ tiêu chuẩn được đề ra. Theo người dân huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định phản ánh thì tình trạng một số doanh nghiệp ngang nhiên khai thác đất trái phép đã diễn ra trong 3 tháng này. Cụ thể, tại núi Mò O, xã Cát Tường, hiện có đến 5 doanh nghiệp tự ý đào núi để lấy đất trái phép. Việc này diễn ra liên tục trước sự chứng kiến của lực lượng chức năng và người dân địa phương. Tuy nhiên, không hiểu vì sao chính quyền địa phương lại không có giải pháp nào trước sự việc này. Theo đó, nhiều người dân đã lên tiếng phản đối hành động ngang nhiên của một số doanh nghiệp vì việc lấy đất sẽ làm ảnh hưởng đến môi trường, đe dọa diện tích đất ruộng sản xuất và săn lấp mồ mả tổ tiên. Người dân cũng đưa đơn kiến nghị, yêu cầu chính quyền xã giải quyết dứt điểm vụ việc này, nhưng đến nay doanh nghiệp không dừng các hoạt động đào núi. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định cũng khẳng định núi Mò O không thuộc diện quy hoạch và hiện chưa cấp phép cho một doanh nghiệp nào để khai thác cả. Nên sau khi có quyết định xử phạt hành chính, sẽ buộc các doanh nghiệp này phải khắc phục trả lại hiện trường cho núi Mò O. Thưa quý vị và các bạn, mới đây nhiều nhà đầu tư tại Đà Nẵng kêu cứu về việc Ủy ban Nhân dân thành phố này ban hành quyết định phê duyệt tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết khu công viên công cộng tại khu vực Đông Nam Đài Tưởng Niệm, phường Hoa Cương Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, vi phạm pháp luật về đất đai, xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Theo các nhà đầu tư, sau khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch sử dụng đất công viên tại khu vực Đông Nam Đài Tưởng Niệm, họ đã mua 65 lô đất và được cấp sổ đỏ lâu dài với mục đích đất cơ sở sản xuất, kinh doanh. Nhưng lại bất ngờ nhận được thông báo thu hồi đất để giao cho đơn vị khác mà không hề có bất cứ cuộc họp hay cuộc gặp gỡ trao đổi thỏa thuận nào về phương án đền bù. Người dân cũng đã nhiều lần gửi đơn khiếu nại, kêu cứu đến các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi nào từ các cơ quan chức năng của Ủy ban Nhân dân thành phố.
Thưa quý vị và các bạn, theo đánh giá của các chuyên gia, thị trường bất động sản công nghiệp ở Việt Nam bao gồm đất công nghiệp, nhà xưởng xây sẵn, nhà kho và logistics vẫn đang trong giai đoạn mới phát triển với nhiều tiềm năng. Tại Việt Nam, thời gian gần đây, Hải Phòng nổi lên là một điểm hấp dẫn bất động sản công nghiệp nhất, bên cạnh các tỉnh khác như Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hưng Yên. Mời quý vị và các bạn theo dõi ghi nhận sau đây của phóng viên Invest TV. Theo báo cáo của John Lang LaSalle, từ đầu năm 2019 đến nay, nhu cầu bất động sản khu công nghiệp phía Bắc tiếp tục tăng cao, tỷ lệ lấp đầy trong quý 1 2019 đạt trung bình 72%. Có 3 yếu tố chính nhà đầu tư quyết định đầu tư vào Việt Nam. Thứ nhất là vị trí địa lý, gần kết nối cơ sở hạ tầng trọng điểm. Thứ hai là thị trường lao động dồi dào và có kỹ năng. Thứ ba là việc cung cấp được các tiện ích đáng tin cậy. Cũng theo một đơn vị tư vấn nghiên cứu thị trường khác, nhu cầu tìm thuê kho xưởng, khu đất xây nhà máy tăng mạnh trong 2 năm trở lại đây. Theo vị này, nguyên nhân khác khiến bất động sản công nghiệp Việt Nam trở nên hấp dẫn là do tính ổn định của nền chính trị. Chúng tôi cũng làm việc rất là nhiều với các cái đơn vị, các cái nhà máy, các cái doanh nghiệp cần thuê cái kho xưởng hay là thuê đất để xây nhà máy. Những cái yêu cầu về tìm kiếm vị trí và đầu tư đang tăng lên rất là nhanh trong vòng 2 năm qua. Ngoài ra chúng ta biết gần đây có những vấn đề liên quan đến thương mại, liên quan đến những cái bất đồng liên quan đến thương mại và các cái doanh nghiệp toàn cầu. Họ bắt đầu tìm kiếm những cái lựa chọn ở cái vị trí khác để tránh những cái bất ổn. Thì Việt Nam đang được cân nhắc, rất là nhiều các nhà đầu tư cân nhắc để lựa chọn đầu tư các cái địa điểm nhà máy. Theo đánh giá, bất động sản công nghiệp ở miền Bắc dự báo sẽ được hưởng lợi nhất vì gần Trung Quốc, thuận lợi cho việc dịch chuyển nhà xưởng của các doanh nghiệp. Một số tỉnh thành miền Bắc như Quảng Ninh, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên, đặc biệt là Hải Phòng sẽ đón làn sóng dịch chuyển mạnh mẽ nhất. Hải Phòng là một thành phố năng động. Trong 2-3 năm vừa qua, Hải Phòng là một trong những địa phương thu hút vốn đầu tư nhiều nhất so với các tỉnh khác. Khu vực này cũng được chính phủ tạo điều kiện để thu hút dòng vốn nhiều hơn. Khu kinh tế Đình Vũ, Cát Hải khiến khu vực này hấp dẫn hơn. Sự phát triển hạ tầng và việc đi vào hoạt động của cảng nước sâu giúp giao thương hàng hóa dễ dàng hơn. Điều này là nền tảng vững chắc cho sự phát triển của khu công nghiệp ở Hải Phòng. Và để tiềm năng phát triển bất động sản công nghiệp Việt Nam lớn hơn nữa, các chuyên gia cho rằng Việt Nam cần phát triển cơ sở hạ tầng đồng bộ, thuận tiện. Bên cạnh đó, Việt Nam phải tiếp tục cải thiện năng suất lao động, chính sách, môi trường kinh doanh, nhất là khơi thông các thương vụ M&A. Đặc biệt, cần minh bạch hóa thông tin về thị trường bất động sản với những chính sách dài hạn, ổn định và có tính đảm bảo mức độ rủi ro chính sách, tạo tâm lý yên tâm cho các nhà đầu tư. Thưa quý vị, thưa các bạn, theo các chuyên gia, thị trường bất động sản Long Biên sẽ được hưởng lợi lớn khi mà những cây cầu bắc qua sông Hồng, sông Đuống được xây dựng. Và diễn biến về giá đất tại khu vực này thời gian qua như thế nào? Nhu cầu tìm kiếm cũng như sự quan tâm của các nhà đầu tư ra sao? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc trò chuyện giữa phóng viên Invest TV và ông Nguyễn Quốc Anh là Phó Tổng Giám đốc của bất động sản.com.vn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Xin chào ông. Trước hết xin được cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia cuộc trò chuyện ngày hôm nay của kênh thông tin Invest TV. Thưa ông, xin ông cho biết là nhu cầu tìm kiếm cũng như sự quan tâm của các nhà đầu tư đến thị trường bất động sản tại quận Long Biên đang diễn ra như thế nào ạ? Vâng, cảm ơn câu hỏi của bạn. Khu vực Long Biên đi cùng với cả khu vực là một trong ba khu vực gồm Long Biên, Hà Đông và Đông Anh là ba khu vực mà đang được tìm kiếm nhiều nhất liên quan đến lĩnh vực là đất nền. Long Biên có đặc điểm là nằm ở phía đông sông Hồng và qua cầu. Do vậy, cái lượng tìm kiếm chủ yếu hiện tại về các dự án liên quan đến chung cư thì không quá nhiều. Tuy nhiên, thì cái lượng tìm kiếm về đất nền ngày càng nhiều hơn. Theo thống kê của bất động sản.com.vn trong quý 1 năm 2019, thì lượng tìm kiếm liên quan đến đất nền tại thị trường Long Biên là tăng khoảng độ 4%. Mức tăng này là cao thứ 3, đi kèm cao nhất sẽ là đến từ khu vực Hà Đông, sau đó đến là Đông Anh. Xin ông cho biết về diễn biến tăng giá đất tại quận Long Biên ở thời điểm trước so với nay là như thế nào ạ? Tuy nhiên, cái mức giá đất nền thì Long Biên hiện tại đang ở mức rất là cao, tầm khoảng độ 39 triệu đồng trên một mét vuông, đang là cao nhất trong khu vực ngoại thành xung quanh Hà Nội. Cái giá đất của Long Biên trong thời gian vừa qua là có xu hướng tăng. Tuy nhiên, cái mức độ tăng thì nếu mà so sánh với một số khu vực khác, ví dụ như là Hà Đông hay là Đông Anh thì tốc độ tăng chưa cao bằng. Một phần yếu tố mà người ta đang quan ngại đó là yếu tố là Long Biên nằm ở bên phía đông sông Hồng, tức là ta sẽ phải phía đông Hà Nội, tức là bên phải qua cầu thì mới đến Long Biên. Thì một trong những yếu tố mà người Việt ta hay lo ngại đó là yếu tố chúng ta phải đi qua sông.
mà hiện tại ở Hà Nội hiện tại mới chỉ có một số các cầu nhất định, ví dụ như là cầu Trương Dương, cầu Long Biên, Vĩnh Tuy là những cầu chính đi qua Bắc qua sông Hồng để nối giữa khu vực trung tâm và khu vực phía đông. Tuy nhiên là với cái nhu cầu đi lại, với nhu cầu sinh hoạt thì cái lượng cầu như vậy hiện chưa đáp ứng được, nên rất nhiều người đang rất là do dự trong việc là có nên hay không nên đầu tư đất hoặc là các cái bất động sản khác tại khu vực Long Biên. Trong thời gian tới sẽ có vài cây cầu được xây dựng nối nội thành của Hà Nội đến với khu vực quận Long Biên. Để xin ông đánh giá về tiềm năng tăng giá đất tại quận Long Biên ạ. Theo kế hoạch của chính phủ trong cái việc xây dựng cầu, ví dụ cụ thể từ nay năm 2021 chúng ta sẽ có 5 cầu nữa và đến năm 2030 sẽ có tổng cộng 14 cầu. Thì đây là những thông tin rất khả quan và nó tạo ra một cái cú hích dành cho cái thị trường bất động sản phía đông Hà Nội, cụ thể là khu vực Long Biên. Chúng tôi đánh giá rằng là cái việc phát triển xung quanh hai bên bờ sông Hồng đó là cái điều nó rất là thuận tự nhiên. Có rất nhiều thành phố trên thế giới đã phát triển xung quanh sông, ví dụ như là có thể kể tên một thành phố rất là nổi tiếng đó là Thượng Hải. Thì tôi hy vọng rằng là với việc mà giao thông được đảm bảo, người dân không bị lo lắng trong cái việc là kẹt đường, đi lại thuận tiện với khu trung tâm, thì chắc chắn rằng là cái việc mà ta lựa chọn một lô đất hoặc một bất động sản tại khu vực Long Biên là một điều không phải quá do dự về vấn đề qua sông. Còn vấn đề về mặt cơn sốt đất là như thế nào thì tôi có thể nói luôn là ở Việt Nam ấy, bất cứ khi nào có thông tin về cơ sở hạ tầng mà thuận lợi cho cái lô đất đấy hoặc mảnh đất đấy thì chắc chắn là giá sẽ lên. Còn sốt hay không thì nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố, không chỉ là yếu tố liên quan đến cơ sở hạ tầng. Tại vì nếu trong trường hợp mà vẫn có những thông tin cơ sở hạ tầng thật, tuy nhiên tiến độ triển khai chậm hơn so với thực tế, thì những cái cơn sốt đấy nó không thể diễn ra được, hoặc là những cái giá tăng không thể mang tính chất bền vững được. Cái bền vững nhất của bất động sản khi mà để đánh giá cái tính về tăng giá đó là cái nhu cầu thực ở, và nó sẽ thực tế. Ví dụ như là với việc mà có những cái cầu sớm mở ra thì các cái nhà máy, các cái khu dân cư nó được chuyển đến sớm, thì ở đâu mà khi dân cư đến đấy, ở đấy càng đông, nhu cầu ở và cho thuê cao, thì cái tính tăng giá của nó sẽ mang tính bền vững. Nó không mang tính chỉ tính thời điểm rằng là ngày hôm nay tôi có thông tin rằng có cầu thì giá sẽ tăng, ngày hôm sau thì thông tin cầu hoãn thì giá sẽ giảm. Vậy ông có thể đưa ra những lời khuyên như thế nào đối với các nhà đầu tư đang quan tâm đến đất nền tại thị trường Long Biên ạ? Theo quan điểm của tôi ấy, thì khu vực trung tâm và phía tây Hà Nội đang rất là đông rồi, rất khó có các cái dư địa để phát triển thêm được nữa đất. Ví dụ trung tâm là khu vực như Hoàn Kiếm chẳng hạn, rõ ràng là rất khó các nhà đầu tư. Chỉ nhà đầu tư là thực sự có tiềm lực rất là lớn mới có thể quan tâm những khu vực như này. Còn khu phía tây thì các khu vực như ví dụ như là Hà Đông chẳng hạn, thì có rất nhiều dự án, thì nói là ví dụ kinh điển với những khu như ví dụ Lê Văn Lương là với 1-2 km là khoảng 40 dự án chẳng hạn. Chúng ta thấy là mật độ dân đang rất là cao, nên là chỉ còn một dư địa một gần như là của Hà Nội là khu phía Bắc và cũng như là khu phía Đông của sông Hồng. Nên là về hướng phát triển về tương lai thì chắc chắn là với khu Đông lên Thái Nguyên rồi các cái khu công nghiệp rất thuận tiện cho cái việc giao thông, thì chỉ cần giải quyết được tốt vấn đề về mặt cơ sở hạ tầng, gồm đây là cầu cống và giảm thiểu cái độ tắc, cái tính, cái sự tắc đường, thì chắc chắn đây là địa điểm đầu tư rất tiềm năng trong tương lai. Và thực tế trong giai đoạn hiện tại thì giá đất nó tăng rất cao rồi, chứ không phải là nó tương lai nữa. Tôi khuyên với các nhà đầu tư rằng là các nhà đầu tư nếu mà muốn đầu tư vào Long Biên trong giai đoạn hiện tại thì sẽ phải rất cân nhắc, tại vì hiện tại giá đất nó không phải rẻ nữa rồi, và những điều mà tôi nói hiện tại thì rất nhiều người ta cũng đã nhìn và người ta cũng đã để ý. Do vậy là nếu mà muốn có thể phải tăng cái phạm vi đầu tư xa hơn một chút, không chỉ ở trong khu vực Long Biên nữa mà có thể xa hơn khu vực Long Biên, chấp nhận xa hơn thì mức giá nó sẽ còn tốt hơn. Một lần nữa xin được cảm ơn ông. Môi giới, tiếp thị, phân phối, phát triển các dự án bất động sản tại khu vực miền Trung. Với đội ngũ lãnh đạo chiến lược cùng đoàn tinh binh hùng mạnh, Nhất Nam Lan đã thanh khoản thành công các dự án lớn, xây dựng thương hiệu và phát triển không ngừng. Nhất Nam Lan, uy tín để trường tồn.
tục chương trình là những thông tin bất động sản đáng chú ý. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên vừa phê duyệt điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết khu đô thị số 1, phường Cái Đan, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Cụ thể, khu đất thuộc tổ dân phố Xuân Gáo, Xuân Miêu 1, Xuân Miên 2, Xuân Thành, phố Mới, Nguyên Giá, phường Cái Đan, thành phố Sông Công với tổng diện tích khoảng 63,27 ha, dân số khoảng 9.000 người. Được biết, đây là quy hoạch được xác định tính chất là khu đô thị kết hợp với các công trình công cộng, thương mại dịch vụ, cây xanh, công viên với hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hoàn chỉnh, đáp ứng tiêu chuẩn về nhu cầu ở, phục vụ công cộng, giao thông và các dịch vụ tiện ích. Dự án khu đô thị được triển khai từ cuối năm 2018 và dự kiến bàn giao trong năm 2020. Nhiều chuyên gia môi giới dự đoán sau khi dự án hoàn thành sẽ thu hút lượng lớn các nhà đầu tư cùng tham gia. Sau khi có hàng loạt các động thái mạnh mẽ của chính quyền để chấn chỉnh thị trường bất động sản về việc các môi giới tung tin đồn, thổi giá đất tăng cao, thì đến nay giá đất tại các điểm nóng của Đà Nẵng đã phần nào hạ nhiệt. Cụ thể, theo người dân ở đây cho biết, đất đai ở đây bị giới cò cá mập, dùng đủ chiêu trò thổi giá, đẩy một nền đất 100m² chạm ngưỡng 3,5 đến 4 tỷ đồng. Nay, một nền như thế chỉ được giao bán với giá khoảng 2,8 đến 3,3 tỷ đồng. Các giao dịch bất động sản trong vòng một tháng nay cũng giảm đi đáng kể vì đại gia buôn đất từ các địa phương rút lui dần nên không khí khá trầm lắng. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết trước mắt đã kiểm soát lại các hoạt động cò mồi, thao túng giá đất, mua bán không đúng quy định. Nhưng về lâu dài, Đà Nẵng cần tích cực hơn nữa trong việc thúc đẩy các dự án phát triển trở lại theo cách bình thường. Tình trạng cơi nới, lấn chiếm bãi biển An Bàng để kinh doanh, buôn bán diễn ra ngày một nhộn nhịp. Do bãi biển Cửa Đại cách bãi biển An Bàng khoảng 7 km bị sạt lở nên du khách đổ dồn về bãi tắm này. Mỗi ngày tại khu vực biển An Bàng đón hàng ngàn lượt khách. Để phục vụ du khách, bãi biển này bị các hộ dân băm nát, lấn chiếm để kinh doanh, buôn bán tự phát. Đến thời điểm này, chính quyền thành phố Hội An đã thống kê được tổng cộng 26 công trình ngang nhiên lấn chiếm bờ biển để dựng cơ sở kinh doanh. Bên cạnh các hàng quán bằng chanh tre dừa lá thì cũng không ít hạng mục được xây bằng gạch, bê tông cố định. Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An cũng đã quyết định thành lập đoàn thanh tra công tác quản lý, trách nhiệm thực thi công vụ của những người đứng đầu các cơ quan quản lý liên quan để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép trong thời gian dài. Sau thanh tra sẽ tiến hành xem xét, truy cứu, xử lý trách nhiệm của những người vi phạm. Thành phố cũng chọn một khu vực để tổ chức đấu giá cho người dân vào địa điểm này để dựng chòi, dù phục vụ khách du lịch. Mới đây, Ban Quản lý Dự án Đường sắt đã cho biết nguyên nhân khiến dự án đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông chưa thể vận hành, khai thác như thời gian dự kiến. Theo đó, đến cuối tháng 4 năm 2019, dự án vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc nên không thể đủ điều kiện đưa vào vận hành thương mại. Đặc biệt, dự án chưa được cấp chứng nhận an toàn hệ thống và Hội đồng nghiệm thu nhà nước. Bên cạnh đó, tổng thầu thiếu kinh nghiệm triển khai dự án, không bố trí nhân lực có trình độ bao quát, cũng như chậm trễ hoàn thành các hồ sơ, tài liệu kỹ thuật, hồ sơ nghiệm thu hoàn thành, hồ sơ hoàn công cũng là nguyên nhân khiến dự án này liên tục lỡ hẹn trong nhiều năm qua. Được biết, dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông được khởi công từ ngày 10 tháng 10 năm 2011 do Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư và dự kiến sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng trong tháng 6 năm 2015. Tuy nhiên đến nay, dự án đã liên tiếp 8 lần phải điều chỉnh tiến độ và lùi lịch chạy thử do nhiều nguyên nhân như vướng mặt bằng, ngừng thi công vì xảy ra tai nạn lao động hay xác định lại tổng mức đầu tư và đợi nguồn vốn vay. Theo khảo sát, sau 2 năm xây dựng, cuối tháng 4 năm 2019, mức giá nhiều dự án trong khu vực lân cận, tuyến đường song hành, cao tốc Long Thành đã có dấu hiệu tăng nhiệt. Cụ thể, mức giá nhà ở vị trí mặt tiền, đường song hành đang ghi nhận vùng đỉnh 50-70 triệu đồng 1m². Ngoài ra, một dự án nhà phố liên kế nằm tiếp giáp mặt tiền đường song hành khi mới mở bán giá 5-6 tỷ đồng một căn, nhưng hiện nay đã lên đến 9-10 tỷ đồng một căn. Nhà phố xây sẵn cùng dự án này nhưng lô đất lớn 120-155m² đang được chào giá 12-16 tỷ đồng một căn.
Theo giới chuyên gia bất động sản cho biết, giá nhà đất nằm dọc theo tuyến đường song hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây có xu hướng tăng là điều bình thường, bởi lẽ đây là tuyến đường hỗ trợ giải tỏa, giảm ùn tắc ở nút giao thông huyết mạch đang quá tải của khu Đông Sài Gòn. Nhiều chuyên gia khác thì cho hay, chính vì thị trường khan hiếm hàng hóa, đường song hành cũng đã hình thành và dự kiến thông xe trong năm nay nên giá bất động sản quanh trục giao thông này bị đẩy lên cao do ảnh hưởng tâm lý tích cực từ phía bên bán. Theo dự báo, do trục dân cư gần tuyến song hành này khá đông đúc và sầm uất, nếu tuyến đường này thông xe vào khoảng cuối năm 2019, mặt bằng giá các dự án ăn theo quanh đây nhiều khả năng vẫn sẽ tiếp tục nhích lên. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Nhịp cầu Địa ốc cuối tuần ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị, cũng như cảm ơn sự đồng hành của đơn vị Bất Động Sản Nhất Nam Land. Những ý kiến phản hồi của quý vị xin vui lòng gửi về thông qua số hotline của chương trình 08-2346-5555 và địa chỉ email banbiên tập@amocinvesttv.com.vn. Quý vị hãy đăng ký kênh để theo dõi và cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường bất động sản. Còn bây giờ thì Việt Cường xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.